Welcome to Miss Hung English Class English 3, Team 1, Me and My Friends Chúng ta sẽ cùng học tiếng Anh lớp 3 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Tác giả của sách tiếng Anh lớp 3 là Hoàng Văn Vân Chúng ta cùng học chủ đề thứ nhất, nói về bạn bè Unit 1, Hello, Lesson 1 Lesson 1. Bài học số 1. Number 1. Look, listen and repeat. Khi các con nhìn vào câu này, các con đón ngay xem nghĩa là gì. Chúng ta sẽ nhìn vào các biểu tượng kế bên. Look, nhìn, listen, nghe and repeat là lặp lại. Vậy trong phần này cô sẽ hướng dẫn chúng ta cùng xem bức tranh lắng nghe và lặp lại bài này nhé. Trong tranh là hai bạn Mai và Nam. Hai bạn này gặp nhau lần đầu, hai bạn chào nhau và giới thiệu tên. Bạn Mai sử dụng từ xin chào là hello, trong khi bạn Nam sử dụng từ xin chào là hi. Và chúng ta lưu ý từ hello và từ hi, hai từ này đều có nghĩa là xin chào. Tuy nhiên, từ hi xin chào mang ý nghĩa thân mật hơn từ hello. Và khi muốn giới thiệu mình tên là gì? tôi tên là thì chúng ta sử dụng là am và am là viết gọn của i am và sau i am chúng ta sẽ thêm vào tên của mình để giới thiệu khi bạn mai muốn nói xin chào tôi tên là mai thì bạn mai đã nói câu tiếng anh là hello am mai và bạn Nam cũng đáp lại lời chào bằng cách là Nam cũng xin chào Mai, tôi tên là Nam. Thì bạn Nam đã nói là Hi, mai am nam sang bức tranh tiếp theo chúng ta thấy cảnh trong một lớp học và xuất hiện cô hiền và chúng ta cùng tìm hiểu từ cô trong tiếng anh là miss miss là cô và khi cô hiền đến lớp lần đầu thì cô hiền chào cả lớp và cô hiền nói tiếng anh là hello i'm miss hiền Cô Hiền giới thiệu tên của cô Hiền. Và khi cô Hiền chào cả lớp thì cả lớp cũng chào lại cô Hiền là "Hello, Miss Hiền. Nice to meet you." Và cụm từ "Nice to meet you" cả lớp dùng để nói với cô Hiền khi cả lớp được gặp cô Hiền lần đầu tiên. Thì cụm từ này dùng để nói là hân hạnh được gặp bạn. Nhưng trong bài này thì chúng ta có thể dịch câu này là hân hạnh được gặp cô. Và từ "you" trong bài là bạn là người nói chuyện với mình. Thì trong bài này từ you ở đây là các bạn nhỏ nói chuyện với cô cho nên từ you chúng ta dịch là cô. Vậy là du là người nói chuyện với mình. Vậy khi mình nói chuyện với ông bà, cha mẹ những cái người nói chuyện với mình là người trẻ hay là người già thì mình cũng xưng hô với họ là you. Hello, I'm Miss Hinh. Hello Miss He Nice to meet you. Look, listen and repeat. Bây giờ các con nhìn, nghe và lặp lại bài này theo người bản xứ là giáo viên nước ngoài các con nha. Lesson 1. Activity 1. Look, listen and repeat. A. Hello, I'm Mai. Hi Mai, I'm Nam. B. Hello. I'm Miss Hien. Hello, Miss Hien. Nice to meet you. Ở nhà các con cần luyện đọc, các con mở sách giáo khoa ra trang số 6 và các con tập đọc bài đàm thoại này cho đến khi phát âm được chuẩn và chính xác nha. Chúng ta cùng chuyển sang phần số 2, Porn and Say. Trong phần này, chỉ và nói thì chúng ta sẽ chỉ vào các bức tranh bên dưới và chúng ta sẽ chào nhau và giới thiệu tên mình. Chúng ta sẽ xem cô Hiền sẽ chào bạn Nam và bạn Nam sẽ chào cô Hiền và giới thiệu tên như thế nào. Vậy khi cô Hiền xin chào Nam và cô Hiền giới thiệu cô là cô Hiền thì cô Hiền đã nói là Hello, I'm Miss Hiền. Và bạn Nam cũng xin chào cô Hiền và bạn Nam giới thiệu bạn là nam hello miss hiền i'm nam sang bức tranh tiếp theo chúng ta sẽ xem bạn mai và bạn quân sẽ chào và giới thiệu như thế nào hello i'm mai hello mai i'm quân number 3, let's talk chuyển sang phần này chúng ta sẽ cùng nhau thực hành nói bằng cách nhìn tên những nhân vật trong tranh sẽ giới thiệu tên và chào nhau. Bạn Nam chào và bạn Nam giới thiệu tên bạn Nam. Hello, I'm Nam. Đến lượt bạn Quân chào và giới thiệu mình tên là Quân. Hello, I'm Quân. Đến lượt bạn Phòng. Hello, I'm Phòng. Sang bức tranh tiếp theo chúng ta sẽ thấy cô Hiền chào hai bạn Mai Hoa và Hoa. Cô Hiền giới thiệu tên và hai bạn cũng chào lại cô Hiền. Hello, I'm Miss Hiền. Hello Miss Hiền. Nice to meet you. Let's sing a song. Bây giờ chúng ta cùng nhau hát một bài hát các con nhé. Hello, I'm Mai. Hello, I'm Mai. Hello, I'm Nam. Hello, I'm Nam. Hello, I'm Miss Yen. Hello, I'm Miss Yen. Nice to meet you. Nice to meet you. Phần này các con sẽ ghi bài vào vở nhé. Các con ghi phần số 1, vocabulary là phần từ vựng các con ghi hết trang này vào nếu như các con ghi không kịp thì các con có thể bấm dừng video để ghi hoặc các con có thể chụp màn hình bây giờ các con cùng lặp lại theo cô bài này nhé unit one hello lesson one vocabulary hello hi hi i'm um. i am miss you Các con cũng ghi phần mẫu câu vào vở nữa nhé. Sentence patterns. Hello, I'm Mai. Hi Mai, I'm Nam. Nice to meet you. Nice to meet you too. Và trong phần này chúng ta thấy được xuất hiện của từ too. Too có nghĩa là cũng. Khi bạn A nói "Hân hạnh được gặp bạn" thì bạn B cũng đáp lại là "Tôi cũng hân hạnh được gặp bạn." Thank you for joining us. Goodbye. See you later.